Chiều qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hùng Cường phối hợp với Hiệp hội Gốc Việt Nam thông qua quỹ từ thiện Từ Trái Tim Trao Trái Tim đã đến thăm tặng quà cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật tại làng Hòa Bình, thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh. Với mong muốn được đồng hành và chia sẻ bớt một phần khó khăn với các mảnh đời bất hạnh, khu du lịch Hồ Phú Ninh và nhà máy nước khoáng Phú Ninh, hai đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hùng Cường đã đến thăm hỏi động viên, tổ chức giao lưu với các trẻ em mồ côi bị khuyết tật và các trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại làng Hòa Bình. Tại đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hùng Cường cùng với Hiệp hội Gốc Việt Nam thông qua quỹ từ thiện Từ Trái Tim Trao Trái Tim do vận động viên Nguyễn Hùng Dũng sáng lập. Chương trình quyên góp bằng chính tấm lòng của công ty đã dành tặng 100 triệu đồng tiền mặt, 140 suất quà bao gồm sữa, bánh, kẹo và nhu yếu phẩm. Ngoài ra, các em còn được dự buổi sinh hoạt tập thể đầm ấm, vui tươi cùng với Hiệp hội Gốc Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hùng Cường. Hoạt động vì cộng đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hùng Cường được tổ chức thường niên. Đây là những hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực nhằm động viên và chia sẻ khó khăn với các em kém may mắn, giúp các em vươn lên trong cuộc sống. Được biết, làng Hòa Bình hiện có 131 trẻ em mồ côi, người già, khuyết tật. Nơi đây rất cần sự chung tay của toàn xã hội, giúp họ vượt lên nỗi đau, bất hạnh trong cuộc sống.